Hello tất cả anh em nha, và chào Monro trở lại với channel của mình là Bisugu đây. Và chào Monro trở lại với cái series mà Bisugu chơi đó cho chân lý mùa 6.5 nào. Thì cái trận này như năm ơi, mình xin phép gửi tới mọi người một cái bài meta phải gọi là đang cực kỳ bá đạo luôn á. Bài này nó vừa mới được nổi lên thôi nên mà tại vì nó liên quan tới cái nội tại cập nhật đó chính là ba khổng lồ nha. Thì nếu như mà anh chưa biết á, thì từ đầu mùa 6 đến tận bây giờ khổng lồ á, nó chỉ có mốc 2 thôi. Nhưng mà bây giờ Riot chơi lớn cuối mùa anh em mà nâng lên là mốc 3 khổng lồ luôn nha. Thì nếu như em chưa biết á, thì tướng khổng lồ đã có sẵn cái nội tại đó chính là miễn nhiễm hiệu ứng khống chế rồi á. Thì như là câm lặng nè, hất tung nè, hay là chón á, thì đều sẽ không được đối với tướng khổng lồ. Và khi mà mốc 2 được gọi là kích hoạt á, thì tướng khổng lồ sẽ được giảm 25% sát thương nhận vào nha. Và mốc 3 này nè mới được cập nhật này, nên mà là tất cả tướng khổng lồ luôn sẽ được nhận thêm 1600 máu. 1600 máu đó, một cái con số phải gọi là cực kỳ ghê gớm luôn. Mình nhớ không nhầm á, là cái mốc 3 này nè, hồi trước ở trên server BB á, là chỉ nhận được cái 800 máu thôi. Nhưng mà do là quá yếu và không có đúng với cái sức mạnh mà nó có thể đạt được á, thì Riot đã búp lên trước khi mà nó về server chính thức nha. Là lên tới là 1600 máu nha mọi người. Thì tướng khổng lồ là có Cho'Gath nè, có Alista nè, với lại là con Galio nha. Và mỗi con này ở trong cái đồ hình này á, nó sẽ có một cái vai trò và cũng như là một cái build đồ riêng biệt cho từng con luôn. Thì khi mà anh em chơi cái meta này á, thì chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất á, là chơi đồ hình nào mà nó đủ mạnh để mà có thể đếp máu và up cấp lên level 8, level 9 một cách sớm nhất và còn nhiều máu nha. Và cái thứ hai á, là có roll ra tướng hay không. Tại vì tất cả tướng ở trong cái đồ hình này á, là đều từ 4 vàng trở lên nha. Và tướng carry chính á, sẽ là con Galio là tướng 5 vàng đó, nên cái điều quan trọng là có roll ra không thôi. Và khi mà mình chơi cái đội hình 4-5 vàng này là mình sẽ ưu tiên mình hướng tới những cái trận nào mà có lõi kim cương nè, hoặc là cái trận nào mà nó độ mình kiểu như là level 7 nó tự ra tướng, hoặc là đi chợ mình lượm được á, hoặc là đồ chuẩn và đép máu ok á, thì mới nên chơi nha, chứ không nên bất chấp chơi. Mặc dù cái đội hình này nó đang rất là mạnh và hầu như là khắc chế được những cái meta đang hot hiện tại nha anh em ơi. Thì cái bài này mình sẽ để cái link một cái đội hình chuẩn ở phía dưới phần bình luận để cho anh em xem tham khảo nha. Cái đội hình đó là sẽ không cần biến hệ, không cần ống, không cần lõi luôn, chỉ cần đúng tướng và đúng level là bỏ vào là sẽ kích hoạt được buffer. Cái quan trọng nhất là mọi người phải đếp được máu, tại vì tướng khổng lồ là ba con nha nè, mà ba con đó bỏ vào là mất 6 slot rồi, và mình phải kẹp thêm như là Seraphine rồi những con tướng mà 4 vàng khác như là Brom được kích vệ sĩ nên mà nói chung là ít nhất á, là phải level 8 nha, và nhiều thì phải level 9 thì mới đủ. Đấy, nên cái bài này là một cái bài rất là khó chơi, nhưng mà chỉ cần cái đội hình của anh em nó full được 2 sao và đúng chuẩn thì tỷ lệ top 1 hoặc là lọt top nó cực kỳ cao luôn á. Thì nếu như mọi người muốn xem thêm gì á, hãy đừng quên để là một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo những video mới nhất mà mình trên kênh hàng ngày nha, và cũng như là động lực cực kỳ lớn luôn để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày. Thank you mọi người nhiều nha. Thì lịch đăng video của mình nó sẽ là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị và cũng như là thử thách đó. Mình sẽ đăng đều hàng ngày. Anh em nào muốn xem thêm thì cứ lên kênh YouTube của mình đó, tìm xem, hoặc là anh em có thể search tên là Biusagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra nha. Tại vì mình đã đăng rất là nhiều ý tưởng rồi, và có thể mọi người mới xem mình hoặc là mới biết tới mình đó là sẽ chưa được thưởng thức, tại vì những cái mình đăng lên trên kênh mình đó đều là siêu phẩm cả. Ok, thì cái trận này trứng của mình nó cũng bự đây mà, trứng 20 round, 20 hay là 22 round đó mình cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái trứng này sẽ nở ra đồ ánh sáng nha, với lại là một đống mạnh trang bị luôn. Đấy, khi mà anh em chơi cái đồ hình này nha, thì đồ mana á, anh em sẽ cho con Seraphine hết luôn, tại vì con đó sẽ là một con tướng cover và phụ đam. Còn đồ sát thương vật lý á, thì mọi người sẽ cho con Galio nha. Còn đồ tăng á, thì mọi người sẽ cho con nào cũng được anh em à, tại vì Brom tăng được, Cho'Gath tăng được, Galio tăng được, Alista tăng được luôn. Nhưng mà nếu mà ngon nhất á, thì vẫn cứ cho là con Cho'Gath đi. Còn mà đồ phép anh em à, thì anh em nên chuyển hết qua cho con Alista nha. Đó, đồ đam vật lý cho Galio, đồ phép cho Alista, đồ tăng cho Cho'Gath và đồ mana cho con Seraphine nha. Đây là một cái kiểu build đồ rất là đơn giản rồi, nhưng mà anh em đừng có nên gọi là thêm một cái khuôn khổ nào đó. Anh em cứ có đồ đẹp là ghép, cứ có đồ đẹp là ghép. Tại vì mình đã nói rất là nhiều trong video trước rồi, là tướng 4 hoặc 5 vàng carry á, nó không cần đồ chuẩn anh em mà, chỉ cần là đồ xài được là ok. Giả bộ như chơi Galio carry đúng không, mọi người chỉ cần là đồ đam vật lý thôi, như là cung xanh nè, vô cực nè, cuồng đao, diệt khổng lồ, hoặc là cái áo trong bóng tối, hoặc là bàn tay công lý, rồi nói chung là huyết kiếm cũng được anh em mà, chỉ cần là đồ sát thương vật lý và có một chút chí mạng trong đó là Galio xài được hết nha. Còn đồ phép cho Alista như là nỏ sét nè,
quỷ thư nè, rồi găng bảo thạch đây mà, đó cứ có là ghép hết cho mình. Nói chung là các bạn chỉ cần lên được level và roll được tướng á, thì top 1 nó cũng dễ lắm mọi người ha. Và còn rất là nhiều meta khác, tại vì cái phiên bản 12.9 này nè, nó sẽ có một cái đặc biệt, đó chính là có một cái quả trứng đầu của em. Và anh em sẽ nở được những cái ấn, những cái hệ, nên nó bắt đầu xuất hiện những cái đồ hình mà liên quan tới kết hợp hệ. Và tướng carry nó chuyển biến một cách phải gọi là ảo ma lắm. Mọi người muốn xem thêm được cái follow kênh mình nha, thank you anh em rất là nhiều. Mình sẽ để những cái thông tin cơ bản của mình ở phía dưới phần bình luận nha, như là Facebook cá nhân nè, link group nè, fanpage nè, và cũng như là những cái đồ hình mà mình để anh em tham khảo qua. Anh em cứ kéo xuống là sẽ thấy. Rồi, mình xin những cái kiếm bép thôi, lắp đồ cho Galio trước đã. Con Galio này á, thì nếu như mà mọi người chơi đủ lâu và sẽ biết thì nó đã từng xuất hiện những cái meta mà liên quan tới Galio carry rồi, đồ sát thương vật lý á, này mà cũng khá là ok luôn. Mọi người nào mà xem hay cứ để lại một like với lại đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, động lực khá là lớn luôn á. Và năm nào có góp ý về cách mình chơi game nào, bình luận nào hoặc là làm video á, hãy cứ bình luận góp ý ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả và sửa đổi nếu như mà mình thấy nó sai nha. Rồi, quỷ thư cho Seraphim luôn. Ok, hiện tại là cái form bài của mình đang khá là đẹp rồi nè, mà có cho gách sẵn rồi nè, có hai con bờ rum rồi. Con Gna này tiếng nữa mình sẽ bán thôi, để mình chuyển đổi đồ cho Galio. Hai cái lõi mà mình lấy được đó, nói chung không phải là quá là mắc binh khi mà chơi cái đồ hình này. Một là cái lõi năng lượng xanh, hai là lá chắn tầm xa nha. Lá chắn tầm xa thì cái hàng 3 và là cái hàng 4 á, thì nó sẽ được tăng giáp và là kháng phép cho mọi người. Không quá là hợp lý, nhưng mà lấy tạm xài đếp máu thôi. Mình nói rồi, chỉ cần đếp máu được là lấy cái đầu bùi cũng được hết á. Rồi nha, mùa 7 thì cũng sắp ra rồi đó mà. Theo lịch cập nhật của Riot thì sẽ là 24 tháng 5 là nó sẽ ra trên server BB, và ngày 8 tháng 6 là nó sẽ ra ở server Việt Nam và cũng như là tất cả các server khác nha, kể cả ở trên bản mobi luôn á, nên mà bản điện thoại là nó sẽ ra ngày ngày 8 luôn nha. Nhưng mà ngày 24 á là nó chỉ ra ở server BB thôi, server thử nghiệm. Úi xời ơi, nó đúng rồi em ơi, khổng lồ đây. Tướng không lồ sẽ được bất tử. Trời ơi, cái quả này thì thôi chứ cứ như là vẽ lõi rồi. Mặc dù hai cái lõi đầu tiên thì nó không ngon cho lắm, nhưng mà cái lõi thứ ba thì nó lại là như hắc mọi người à, quá là đẹp luôn á. Mình đang roll nốt nha, tại vì đồ hình của mình nó bắt đầu ở cái giai đoạn này nè, mình sẽ yếu đi á, tại vì người ta bắt đầu nổ trứng nè, lắp đồ nè, hoặc là đánh những cái rau quái cuối cùng á, thì chắc chắn là sẽ mạnh hơn mình rất là nhiều rồi. Mình chỉ cần roll được con Galio 1 thôi nên mà, chỉ cần Galio 1 thôi, Jagat 2, Alista 2, Seraphim Brom 2 là được nha. Galio chỉ cần 1 thôi, hơn thì lên được Galio 2 cũng không được thôi. Ok, quá đẹp rồi đó. Hết cái round này là sẽ nổ trứng nha mọi người. Anh em chơi những cái đồ hình khá là khác nhau và mỗi đồ hình nó sẽ có một cái điểm mạnh riêng thôi. Ôi xòi châu chưa, móc hai khổng lồ mình sẽ nhắc lại nha, đó chính là tướng khổng lồ sẽ được giảm 25% sát thương nhận vào. Và tướng khổng lồ nó đã có sẵn cái nội tại là miễn nhiễm khống chế rồi ha anh em ơi. Xong rồi thân cái quả lõi nữa, bất tử nữa thì đỡ sao được. Đây, trứng nở chỉ cần ra món đồ này mà hợp lý tướng, chúc cho tướng carry thôi, đồ ánh sáng mà mọi người, khác biệt lắm. Thì đây, lock ánh sáng à. Ui, hai cái lock luôn, what the. Buồn quá vậy. Hồi nãy cho mình một cái trang bị lớn là cái lock và trang bị ánh sáng là lock ánh sáng luôn. Ồ, tuyệt vời. Không hiểu chơi kiểu gì luôn. Tích thì đạp anh em, tại vì mỗi khi mà trứng này nó nở ra thì nó cho mình đập đồ và là tách đồ nhiều lắm. Ok, đồ cho Galio thì cũng tạm rồi đây mà, cũng khá là ok rồi đấy.
Một tướng không thể mang được hai cái lốc anh em. Giáp lửa ánh sáng à, áo tròn thái dương, một cái blue à. Nó đập tiếp đi anh em. Trời ơi, ra đồ xấu quá. Tại vì cái giáp lửa đó đầu game thì mạnh chứ tầm về cuối game như này yếu lắm mọi người ơi. Đầu game mạnh chứ tầm cuối game yếu lắm. Với lại là mình đã có quỷ thư rồi, cầm giáp lửa nó phế. Một là quỷ thư, hai giáp lửa thôi, chứ đừng để cho hai cái trang bị này ở chung một cái đội hình thì nó rất là phí đồ, với lại là phí cái nội tại á. Mà đập ra một cái quả xấu quá mọi người à. Cái gì kia ánh sáng không hợp lý một cái đội hình này chút nào cả. Lốc này thì mình vẫn giữ lại nha, còn giữ lại xài đi, tầm về lay game thì nó mình nghĩ là rất là quan trọng luôn á. Lốc lật kèo đó mọi người. Rồi cố gắng chạy cối lên level thôi, tiến công đột biến xạ thủ với lại là công nghệ à, không có cái nào xài được hết, không có cái nào xài được hết luôn. Ấn đột biến không kích búp được, xạ thủ không kích búp được, tiến công không kích búp được luôn. Mình nghĩ là chỉ có thể lấy cái công nghệ thôi anh em ơi. Thật sự là chỉ có cái hệ công nghệ là có con Alistair bỏ vào đó là kích được hai công nghệ thôi, chứ khổng lồ ở lộn chứ xạ thủ nè hay là tiến công là đột biến là không có đủ búp để mà kích. Rồi ông này đợi Raven Carry. Đấy như mình đã nói thì sau cái round đánh quái cũng như là cái lỗi cuối cùng á thì đội hình của mình nó sẽ bắt đầu yếu đi nha, tại vì người ta sẽ roll rồi nè, người ta sẽ xài tiền và chốt đội hình sớm rồi. Thôi là cái form bài của mình nó cũng đẹp chứ không phải là quá xấu. Ba thần tượng hai khổng lồ mà. Rồi nay carry nó cũng chiến. Rồi nay là ba sao thì carry cũng ok lắm đó nha, không phải là yếu đâu. Hiện tại nó cũng có những cái meta mới như là nhà phát minh ở lột cảnh binh carry nó mà với mốc 5 cảnh binh. Mà cái đó là phải có ấn cảnh binh thì mới xài được. Hôm này thì Cinderella, hôm này thì Ash, trời ơi gì khổng lồ ánh sáng à. Cái này là khắc chế mình run chứ gì nữa. Tướng khổng lồ thì máu không mà ông kia có gì khổng lồ ánh sáng luôn à. Nó bắn thì thôi chứ chắc là chảy máu á. Yara 3 đang nuôi cả Morgana 3 luôn. Ông này Ari carry với blue ánh sáng nữa. Trời ơi nó trưởng như là URF luôn. Này hơi căng nè, nếu mà cái trận này mà không run được con Galio ra sớm thì tỷ lệ thua thì gọi là rất là cao luôn rồi. Ari nó chưởng cái đánh thường cái là chưởng được tiếp anh em, với blue với lại là Sojin. Gana hợp lý quá. Con Ari là kiểu như là búp mana cho con Gana này, gì cứ hoang là nó đủ đầy mana, nó hoang lại sắp mặt luôn. U cái đầu nãy số hơn quá. Ông này cũng chưa xài tiền, lên vào 8 mà còn hơn 50 tiền. Ấn đột biến, ấn vệ sĩ với lại là ấn học giả, không có lấy được cái ấn nào hết. Ồ, mất cái gì khổng lồ luôn rồi. Thôi lấy đồ tăng đi năm ơi, đồ đam đồ phép mình đủ rồi, giờ mình chỉ còn thiếu là đồ tăng thôi á. Đấy, chỉ cần đếp máu được thì cái tỷ lệ lọt top của nó cũng cao lắm rồi. Chỉ cần roll được tướng form bài kiểu thôi thì top 1 là dễ ha. Galio nào, chỉ cần một con Galio thì là đủ rồi. Alistair 2 luôn nè. Đây rồi, có Galio mọi người, ngon. Đây, nếu như mà ở level 9 á thì đây là form bài chuẩn nhất nha. Mà còn là ở level 8 á thì mọi người sẽ bỏ bất Senna ra là xong. Đó rất là dễ luôn. Một á là ở level 8 đúng không, mọi người bỏ 3 thần tượng vào. Còn hai á là mọi người bỏ 2 vệ sĩ vào nha. Ở level 8 thì bỏ Senna, không thích thì bỏ Brum vậy thôi. Còn lên level 9 á thì kẹp cả hai con vào đều được mà. Đây có cái lõi bất tử anh em, chiến báo luôn. Nhảy nè. Đó là nó cầm gì khổng lồ đấm mình đau quá. Galio carry được. Trời. À
AS 3 sao diệt khổng lồ 7 băng đảng, 5 băng đảng cũng mạnh. Xin cái tuổi luôn. Thấy Galio đi chung với bay thần tượng chưa? Mặc dù là không có đồ hồi phục nhưng mà cái móc bay thần tượng này nó cũng tăng cho mình rất là nhiều rồi. Thêm cái quẻ dây kia ánh sáng nữa anh em ơi. Nếu như mà anh em chưa biết cái dây kia ánh sáng này nó còn có một cái độ tại ẩn nữa, đó chính là tướng cầm dây kia ánh sáng và cái thằng ở xung quanh nó được tăng thêm hút máu á. Trời ơi, không ra được một con Galio nào ạ. Còn cái ông cầm As đó mà mình thắng thì mấy cái đội hình kia chắc là mình cũng thắng thôi. Tại vì cái ông đó là mình ngại nhất rồi. Khắc chế đội hình mình ghê lắm. Đây, Cinderella, mà nói thiệt với anh em luôn á, Cinderella mà gặp cái đội hình khổng lồ này là giống như con gặp ông nội luôn á. Thật, khắc chế cứng cái bài Cinderella này luôn á mọi người. Khắc chế siêu siêu cứng luôn. Cinderella nó mạnh á, tại vì nó cầm tướng nó quăng được và gái xem thất thương rồi. Rồi gái hiệu ứng khống chế các kiểu á. Nhưng mà riêng cái bài khổng lồ này thì cho mày quăng thoải mái luôn. Không quăng được anh em ơi, cầm tướng khổng lồ không được. Nên đây là bài khắc chế rất là cứng nha. Đấy, nó gõ cho hơn mà lắp cái quẻ combo cung xanh với lại là vô cực. Đấm thằng Leona nó còn mất máu. Ôi, lại chấp lửa à. Hồi nãy nó không xài đập nó rồi, giờ nó ra tiếp à. Chịu đấy. Ui, ông này mua cái này sắp ba nè. Lại một cái gì khổng lồ nữa hả? Cái chồng này gì khổng lồ nhiều gì? Ai cứu tôi cái? Ra tín hiệu SOS liền anh em. Xin cái Neko đi, chỉ cần Galio 2 là ổn rồi. Hồi nãy giờ roll mãi chưa thấy một con Seraphine nào nữa luôn á. Khổ ghê. Galio này mọi người 36 máu thì nó mà thua được tầm 3 round nữa. Ông này dành cả hai con Seraphine chứ nhiêu. À ông này nữa hả? Hai con, 3 con là 5 con mà tướng 4 vàng là có 12 con. Còn nhiều mà ta, roll không ra nhờ. Mình canh mình lóc cái coi. Nó không lóc được cái con Ari này. Không lóc được con Cinderella luôn. Tại vì nó đứng ngay cái ô thần tượng mọi người ơi. Lóc là mình mất cái búp thần tượng cho Galio liền. Phí lắm. Hôm nay level 9 và còn hơn 50 tiền. Uầy. Hơi bị giàu đó anh bạn. Bài này mình nói thật nó mạnh đừng hỏi luôn, cái form bài toàn là tướng 4 vàng 5 vàng không mà. Cái con Xena này chỉ là mình lên level 9 á thì mình mới đủ tướng mình kẹp nó vào thôi nha. Và cho gách này là con tướng mà rẻ nhất rồi anh em ơi, mà nó tốn tận 2 cái slot. Tướng không lồ là 3 con bỏ vào là tốn 6 slot rồi nha. À, tem trận này ông cái ông nào cũng bỏ tướng carry ở ngay cô thần tượng á, lóc không được. Lóc không được anh em ơi, Cinderella rồi Ari rồi As bỏ ngay ô cái thần tượng hết. Xà lóc không được. Lóc là mất cái nội tại liền chứ. Mình để mình thua một trận nha anh em, nếu mà thua thì mình sẽ roll, còn nếu mà không thì mình cứ tích tiền mình roll một phát chắc chắn là được 2 sao luôn, còn không lên được thì thôi chứ biết sao giờ. Ông này còn một con Morgana nãy giờ roll mãi nó chưa ra sao, tội. Nãy Galio nó đập kìa thấy không, đập con Ash muốn nản luôn. Galio cần hết, mày, gõ boxing đó anh em ơi, gõ boxing liền cái gì nữa. Boxing liền, solo liền. Vừa là đam phép, vừa là đam vật lý thì đỡ kiểu nào. Ủa, Jerry the Watcher. Con tướng mình không chơi đó nha, nên mời một phát ra 4 con gì á. Nó dẫn mặt ghê á. Lại là Jerry tiếp. Galio nè. Ôi, thiệt đó chứ. Alistair không cần anh em ơi, chỉ cần Galio 2 thôi là đủ rồi. Đây rồi, khổ thiệt. Ông này Leona sắp 3 à, nhưng mà chỉ là sắp thôi anh em, chỉ là sắp Leona 3 thôi, bây giờ ông đi rồi đó.
Leonardo khá là đẹp luôn, với vuốt rồng, rồi giáp máu ánh sáng, rồi thêm cái quyền năng nữa, châu ha. Trời ơi, Galio của mình nó gõ xin ra kìa, yểm quần luôn, yểm quần luôn, bye bye. Rồi Leonardo này sắp ba với chúng tôi, cho đi luôn. Chỉ cần Ronaldo Seraphine 2 nữa là xong, nhưng mà khó. Ông kia dành toàn là 6 cái Seraphine rồi, không lên nổi. Xin hát đồ đây. Chân cho gắt này cảm hát đồ nó là được. Trời ơi, trên đông ra đồ ác nhờ. Cũng được cái này mà, cho gắt phép à. Cho gắt phép à. À. Ok. Bây giờ còn rảnh tiền thì nuôi nốt con Alistar 3 đâu, chứ Seraphim mình nghĩ là Ron không có ra nổi. Hôm nay dành 6 con Seraphim luôn. Galio bay nè, đó siêu đẹp luôn mà, hất tung hoài luôn á. Đồ này khống chế nó cũng nhiều lắm ha, khống chế nhiều cực luôn á. Ok, ông này thu hoài vậy. Đấy, một phát là lên được Seraphim luôn, có không? Xin luôn nè, đây thấy không? Ông kiếm đi là một phát lên luôn, rất là dễ. Hôm nay 3 sao cũng nhiều. 3 sao thì cũng nhiều, nhưng mà mình chỉ cần 2 thôi, chất lượng. Không cần lóc con Ash luôn anh em à, không cần chơi mấy cái trò lóc như thế này nữa. Chơi là thẳng cẳng luôn. Sao mà thua được. Ass này đồ gọi là siêu chuẩn luôn rồi nha. Đồ hình cũng rất là đẹp luôn rồi, nhưng mà vẫn thua. Tướng 2 vàng carry với lại là tướng 5 vàng carry thì nó phải khác chứ. Rồi quên rồi nha. Nhảy. Pew. Ok và GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt em, hẹn sau. Hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.